Kính thưa các bạn, tôi tên là Huỳnh Quang Tuấn, đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái quy trình trồng dưa leo trên giá thể trong nhà màng. Dưa leo là một cái loại quả được trồng rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Thì trong cái dưa leo nó có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, rất là nhiều cái vitamin. Thì dưa leo thì thường được sử dụng để ăn sống hàng ngày. Tuy nhiên dưa leo còn có thể sử dụng được vào các sản phẩm thức ăn như là chế biến muối dưa hay là đồ hộp, vân vân. Hiện nay thì một số cái giống dưa leo được trồng phổ biến trong nhà màng thì nó có bao gồm một số giống như là Cassis, Suvia, Tubica, vân vân. Sau đây thì tôi xin giới thiệu cho các bạn biết về cái quy trình mà trồng dưa leo trong giá thể trong nhà màng. Thì trước tiên thì cái bước thứ nhất là cái bước chuẩn bị nhà màng. Thì xin giới thiệu cho các bạn biết đây là cái nhà màng. Thì cái nhà màng này là được lợp bằng cái mái bằng chất liệu là polymer. Về cái chiều cao của nhà màng thì nó khoảng 6,5 m. Về cái vật liệu mà xung quanh nhà màng thì được che bằng cái lưới trắng côn trùng. Thì nó có kích thước là khoảng 50 m. Bên cạnh đó thì trong nhà màng nó còn có một số cái hệ thống phụ, giống như là cái lưới cắt nắng thì có thể giảm độ nắng là khoảng 30%. Và một số cái thiết bị giống như là quạt để làm giảm cái sức nóng trong nhà màng, tạo sự thông thoáng. Cái thứ hai nữa là về cái một số cái hệ thống như là phun sương hay là một số cái hệ thống phụ khác, vân vân. Bước thứ hai là mình sẽ tiến hành chuẩn bị cái hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì cái hệ thống tưới nhỏ giọt mình sẽ bao gồm một số cái thiết bị giống như là bồn chứa, bộ lọc, thammer, van từ và một số cái hệ thống ống dẫn để dẫn nước trực tiếp từ cái bồn chứa dinh dưỡng đến từng gốc cây. Về cái hệ thống tưới nhỏ giọt thì xin giới thiệu cho các bạn biết về cái một số cái vật dụng trong cái hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái máy bơm. Thì cái máy bơm này nó có tác dụng là sẽ hút nước từ cái bồn dinh dưỡng để đưa vào cái hệ thống tưới. Sau khi cái máy bơm này nó hoạt động thì chúng ta sẽ được điều khiển bởi cái thammer. Thì ở đây thì các bạn thấy cái thammer này thì nó có tác dụng giống như là một cái bộ hẹn giờ để giúp cho chúng ta xác định được cái giờ nào tưới, giờ nào tắt. Bên cạnh đó thì cái bộ lọc là một cái thành phần không thể nào thiếu, thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ lọc cái cặn bã cũng như là một số cái phân bón mà nó chưa có tan hết. Đây là cái van từ, thì cái van từ này nó có tác dụng như là một cái khóa tự động để giúp cho chúng ta khi mà cái thammer này nó hoạt động thì cái van từ này nó sẽ mở tự động, chúng ta sẽ không cần phải thao tác tay. Một cái bộ phận tiếp theo của hệ thống tưới nhỏ giọt là cái hệ thống ống tưới. Thì giới thiệu cho các bạn biết đây là cái hệ thống ống tưới, thì nó có tác dụng là giúp vận chuyển nước và dinh dưỡng từ cái bồn chứa vào từng cái gốc cây. Về cái thành phần của cái bộ phận này thì nó sẽ gồm có, đây là các bạn thấy đây là cái đầu ghim vào cái gốc cây, một cái hệ thống ống nhỏ. Thì trong cái hệ thống ống nhỏ này nó sẽ có cái bộ điều áp để giúp cho cái lượng nước ra đều, không bị quá nhiều cũng không bị quá ít. Bên cạnh đó thì đây là cái hệ thống ống đường dẫn cái, thì cái nước sẽ đi vào từ cái đường dẫn cái này để đến những cái ống nhỏ và sẽ đi truyền vào từng cái gốc cây. Thì đây là cái hệ thống như hồi nãy đã có nói với các bạn, đây là cái hệ thống mà điều áp giúp cho cái nước nó ra đều, nó sẽ không bị nhiều cũng không bị ít. Và đây là cái đầu cắm, thì cái đầu cắm này nó sẽ làm bằng cái vật nhựa là cứng để giúp chúng ta ghim vào cái chỗ giá thể, chỗ gốc cây. Bước tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái khâu mà chọn giống. Thì cái khâu chọn giống là rất quan trọng. Thì đầu tiên thì các bạn phải lựa chọn cái giống F1 ở một số cái công ty rất là uy tín và một số giống phổ biến hiện nay để mình có thể trồng và có đạt cái năng suất cao, giống như là Tropica, Cassis hay là Suria. Về cái bước chuẩn bị giá thể để gieo hạt, thì cái giá thể này nó sẽ bao gồm là sơ dừa, phân hữu cơ và tro trấu. Thì cái sơ dừa này thì phối trộn với cái tỷ lệ là 70%, 20% là phân hữu cơ. Thì cái phân hữu cơ này thường được sử dụng là phân trùng quế, còn lại 10% là chúng ta sẽ cho tro trấu. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị giá thể gieo hạt xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái khay xốp. Thì giới thiệu cho các bạn cái khay xốp này là cái khay có 50 lỗ. Thì sau khi chúng ta đã có được cái khay xốp này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cho cái giá thể đã chuẩn bị vào. Thì các bạn sẽ cho giá thể vừa đủ vào cái khay xốp này, thì chúng ta sẽ cho nó lấp đầy cái mặt của cái khay xốp này. Thì nó sẽ giống như đây. Đây là cái khay xốp mà chúng ta đã, sau khi mà chúng ta đã cho giá thể vào hoàn thành, và chúng ta sẽ tiến hành đi gieo hạt. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách thức mà mình gieo hạt vào cái xốp này. Thì cái khay xốp này sau khi mà mình đã tiến hành mình cho giá thể vào đầy rồi thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra lại trước khi gieo. Thì các bạn sẽ lưu ý là cái khi mà chúng ta cho giá thể vào thì thứ nhất là nó không được quá chặt, thứ hai là nó không được quá lỏng để giúp cho cái hạt chúng ta được nảy mầm tốt hơn. Về cái cách thức cụ thể mà chúng ta cho cái hạt giống vào cái khay xốp này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ dùng tay hoặc một số cái vật dụng
để chúng ta ấn một cái lỗ. Thì cái lỗ này có chiều sâu khoảng 1 cm. Chúng ta tiến hành ấn ngay chính giữa. Sau đó chúng ta sẽ bỏ từng hạt vào. Thì các bạn lưu ý thì trong mỗi cái lỗ này thì chúng ta tiến hành bỏ một hạt. Sau khi mà chúng ta được bỏ cái hạt này vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lắp lại. Rồi chúng ta sẽ liên tục giữ ẩm cho cái khay xốp này khoảng một vài ngày cho đến khi nó nảy mầm. Sau khi chúng ta đã gieo hạt xong, chúng ta đã lắp lại hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tưới nước để giữ ẩm cho cái hạt này cho đến khi nó nảy mầm. Thì cái thời gian hạt nảy mầm này thì nó dao động từ 1 đến 2 ngày. Thì sau khi cái hạt đã lên mầm rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đưa cái khay xốp nào cây xốp này vào vườn ươm để chăm sóc. Sau khi mà cái hạt trong cái khay xốp đã nảy mầm thì chúng ta sẽ tiến hành đưa ra vườn ươm. Thì chúng ta sẽ đưa ra vườn ươm bằng cách là chúng ta sẽ dàn đều trên cái vườn này để chăm sóc. Thì cái cách chăm sóc là các bạn sẽ tưới cho cái cây đủ ẩm để phát triển. Về cái cách thức tưới thì chúng ta sẽ tiến hành tưới một ngày 2 lần, vào buổi sáng và buổi chiều. Về cái sâu bệnh trong cái vườn ươm này thì cái cây con chúng ta được đưa vào cái nhà ươm này thì nó sẽ được cách ly hoàn toàn với bên ngoài, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái côn trùng gây hại. Về cái bệnh thì nó có thể xảy ra một số cái bệnh giống như là bệnh thối gốc, thì chúng ta sẽ tiến hành phun ngừa bằng cách phun một số thuốc trị nấm. Sau khi chúng ta chăm sóc từ 7 đến 10 ngày thì chúng ta tiến hành kiểm tra để cây có thể là mình có thể xuất vườn để trồng được hay không. Thì cái cách thức kiểm tra các bạn có thể nhìn, thứ nhất là cái cây nó khỏe mạnh, cái lá thật nó đã bắt đầu lên và cái cây nó không có vấn đề gì về cái sâu bệnh. Thưa các bạn, thì trước khi mà chúng ta mà đem trồng cây con vào cái vườn sản xuất thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái giá thể trồng. Về cái giá thể mà chúng ta cho vào cái túi trồng này thì nó sẽ gồm có là xơ dừa, phân hữu cơ và cái trống hung. Thì cái giá thể trồng này nó cũng tương tự như cái giá thể mà chúng ta gieo hạt. Về cái thành phần phối trộn thì nó cũng giống nhau, là chúng ta sẽ phối trộn là 70% xơ dừa, 20% phân trùng và 10% là cái trống hung.
sau khi chúng ta đã chuẩn bị giá thể xong, chúng ta đã phối trộn xong, thì chúng ta sẽ tiến hành cho vào cái túi ni lông. Thì đây là cái túi ni lông, thì các bạn cũng có thể nhìn thấy về cái kích thước của nó, thì nó sẽ dao động là từ 17 x 33 cm, hoặc là một số túi ni lông thì có kích thước lớn hơn. Về cái cách thức cho cái giá thể vào cái túi ni lông này, thì các bạn lưu ý rằng thì chúng ta cho vừa đủ đầy, chúng ta sẽ không cho quá nhiều và cũng không cho quá ít, để cho giúp cho cái rễ cây nó phát triển tốt. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu cho các bạn về cái bước là trồng cây con. Về cái cây này thì như các bạn đã thấy thì cái cây này sau khi mà mình gieo khoảng từ 7 đến 10 ngày thì mình tiến hành mình đem ra mình trồng. Thì các bạn sẽ tiến hành mình sẽ trồng vào cái buổi chiều mát. Về cái trước tiên thì mình sẽ lấy cái cây con từ cái khay xốp này ra và mình tiến hành trồng vào cái bầu. Thì các bạn sẽ trồng trực tiếp vào cái bầu, thì cái ống tưới nhỏ giọt các bạn sẽ ghim cách cái thân cây con từ 2 đến 3 cm và tiến hành trồng giữa bầu. Sau khi trồng thì chúng ta sẽ dùng cái tay để mà lắp cái giá thể vào, thì cho cái cây con này nó cố định, nó không bị nghiêng đổ ngã. Về cái mật độ trồng thì cái cây dưa leo này thì mình sẽ được trồng theo cái hàng đôi. Về cái khoảng cách giữa hai cái hàng đôi là từ 1,4 đến 1,5 m. Về cái khoảng cách giữa các hàng trong hàng đôi thì ở đây các bạn thấy có nghĩa là từ 0,3 đến 0,4 m. Về cái khoảng cách cây là cây cách cây là 50 cm, là khoảng 0,5 m. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái chi tiết và chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ tưới cũng như là các phân bón tưới cho cái cây dưa leo này. Về cái chế độ nước thì như các bạn được biết thì nước chúng ta trước khi mà chúng ta sử dụng để tưới cái cây dưa leo này thì chúng ta phải cần phải kiểm tra cái pH và cái EC. Thì như các bạn biết thì cái pH thì chúng ta sẽ thường xài cái pH chuẩn là khoảng 6,5 và cái EC thì chúng ta sẽ không quá 1,5. Và để xác định được cái lượng nước tưới cũng như là cái cách thức mà chúng ta sẽ tưới dinh dưỡng cho cái cây dưa leo này thì các bạn sẽ cần lưu ý một số cái vấn đề. Thứ nhất là về cái nước tưới thì như hồi nãy đã có nói, có nghĩa là nước tưới thì các bạn sẽ chú ý là cái nước thì nó sẽ sạch hoàn toàn. Về cái lượng nước mà chúng ta tưới hàng ngày cho cái cây dưa leo này thì nó sẽ dao động từ 1 đến 1,5 lít. Về cái dinh dưỡng tưới thì các bạn cần lưu ý thì khi mà chúng ta mua các loại phân để tưới cho cái cây dưa leo thì chúng ta phải mua những cái loại phân dễ tan để tránh cái trường hợp là cái phân nó chưa tan hết nó sẽ lắng cặn. Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta phải nhớ là khi mà pha thì nó phải tan hoàn toàn rồi chúng ta mới sẽ đưa vào cái bồn chứa để đưa vào cái hệ thống tưới nhỏ giọt để tưới cho cái cây dưa leo này, để tránh cái tình trạng mà cái phân nó bị kết tổ. Về cái thành phần phân để sử dụng cho cái cây dưa leo này thì nó sẽ có gồm một số cái chất cụ thể giống như là đạm, lân, kali và một số cái nguyên tố vi lượng khác. Thì tôi xin giới thiệu về cái thành phần chính. Thứ nhất là đạm, thì chúng ta sẽ pha với cái liều lượng là 150 mg/lít. Về lân là 44 mg/lít. Về kali là 180 mg/lít. Và các chất giống như là vi lượng thì chúng ta sẽ tiến hành pha với một số lượng nhỏ. Thì cái chất vi lượng này thì nó là cái dung dịch đã được pha sẵn tại trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Về cái số lần tưới dinh dưỡng đối với cái cây dưa leo này thì các bạn biết có nghĩa là chúng ta sẽ chia ra làm nhiều cái lần tưới. Đối với cái cây dưa leo trồng trong nhà màng này thì chúng ta thường một ngày chúng ta sẽ chia làm 8 cái lần tưới, thì mỗi lần tưới nó sẽ dao động từ 2 đến 3 phút. Và trong cái quá trình mà chúng ta tưới, chúng ta chăm sóc cho cái cây dưa leo này thì các bạn cần lưu ý là phải thường xuyên kiểm tra cái pH và cái EC. Thì chúng ta có thể tiến hành bằng cách là sử dụng một số cái thiết bị máy test nhanh để chúng ta sẽ kiểm tra cái pH cũng như là cái EC của cái cây dưa leo này trong nhà màng. Tiếp đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách chăm sóc cái cây dưa leo trong nhà màng này. Về cái cách chăm sóc thì từ lúc mà chúng ta trồng cho đến khoảng 15 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành chăm sóc gồm một số cái thao tác như sau. Ví dụ thứ nhất là chúng ta sẽ tiến hành là cắt cành, thì chúng ta sẽ cắt những cái cành mà nó cận gốc. Thứ hai nữa là những cái cành mà nó bị sâu bệnh. Một cái bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ quấn cái ngọn. Về cái ngọn cái dưa leo này thì nó sinh trưởng rất là nhanh, thì chúng ta sẽ tiến hành quấn theo hình xoắn ốc trên cái sợi dây để cho cái cây chúng ta nó sẽ lên cái phương hướng thẳng đứng, giúp cho cái cây nó phát triển rất là nhanh.
Sau khi chăm sóc cho cái cây dưa leo này được 15 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành một cái giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn thụ phấn. Thì cái cây dưa leo này nó sẽ ra hoa từ lúc mà nó được đạt 16 cho đến 18 ngày thì nó sẽ ra hoa. Thì về cái thụ phấn á, thì chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ thụ phấn bằng tay, đó là cách thủ công. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng bằng ong. Thì cái con ong này chúng ta sẽ thả vào cái vườn để cho nó tự thụ. Về cái cách thụ phấn bằng tay thì ta tiến hành sẽ lấy cái bông đực của một cái cây khác để thụ phấn vào cái bông cái của một cái cây mà chúng ta cần thụ phấn. Về ong á, thì chúng ta sẽ tiến hành thả ong vào vườn. Thì cái ong thì nó sẽ tự làm việc nên chúng ta không cần phải tác động vào. Về cái thời gian thụ phấn thì các bạn lưu ý đối với cái cây dưa leo này á, thì cái thời gian thụ phấn nó sẽ rơi vào cái buổi sáng. Thì cái khung giờ mà chúng ta thụ phấn mà để cho cái hạt phấn nó đậu tốt nhất là khoảng từ 8 cho đến 10 giờ sáng. Về cái cách phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây dưa leo trồng trong nhà màng á, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về một số cái đối tượng mà nó tác động chính đối với cái cây dưa leo này. Về thứ nhất á, là đối với cái sâu á, là về sâu hại á, là có con bọ phấn trắng. Thì như các bạn đã thấy đây là cái hình ảnh của con bọ phấn trắng, thì cái đối tượng này nó rất là nhỏ, nó có màu trắng và trên cái cánh nó sẽ có một lớp phấn. Khi mà nó xâm nhập được vào nhà màng á, thì nó tiến hành là chích hút cái cây dưa leo của chúng ta. Thì sau khi mà nó chích hút nó sẽ gây cái nguồn bệnh á, thì cái cây dưa leo chúng ta nó sẽ có biểu hiện như thế này, có nghĩa là cái lá nó bắt đầu nó xoăn lại và nó vàng. Sau cái thời gian mà nó xoăn nó vàng đó thì cái cây nó bắt đầu nó chết luôn. Và cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng con bọ trĩ. Thì đây là một loại cái sâu hại nó rất là nhỏ, nó có thể chui vào được trong cái lưới của nhà màng. Thì khi mà nó vào thì nó sẽ cũng là gây chích hút đối với cái cây dưa leo của chúng ta. Về cái cách phòng trị đối với hai cái đối tượng này thì thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái bẫy bám dính màu vàng này. Thì cái bẫy này nó có tác dụng là sẽ thu hút hai cái đối tượng này, và khi mà cái hai cái đối tượng này nó vào thì nó sẽ dính lên đây thì nó sẽ bị tiêu diệt, thì chúng ta sẽ loại bỏ được một phần. Tuy nhiên thì nếu mà cái mật độ nó quá nhiều hay là cái đối tượng này nó gây hại quá lớn thì chúng ta phải tiến hành sử dụng một số cái biện pháp phòng trừ khác. Và cái nếu mà cái trường hợp mà cần thiết thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái loại thuốc hóa học. Thì đối với cái đối tượng mà bỏ trị bỏ phấn này thì khi mà chúng ta sử dụng thuốc hóa học thì có một số cái loại thuốc giống như là Asen, Confidor. Thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng mà thuốc hóa học để phòng trừ hai cái đối tượng này thì chúng ta sẽ thường sẽ phun vào cái buổi chiều mát và phải bảo đảm thời gian cách ly để nó tránh gây cái độc đối với người cũng như là cái sản phẩm chúng ta sau này. Đối với hai cái đối tượng bổ trị bỏ phấn này á, thì các bạn sử dụng một số cái loại thuốc như là Asen, Radiant hay là một số cái loại thuốc sinh học khác. Về cái cách thức phun thuốc á, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phun vào cái buổi chiều mát, và chúng ta sẽ đảm bảo được cái thời gian cách ly khi mà trong cái giai đoạn mà thu hoạch. Về bệnh hại đối với cây dưa leo trồng trong nhà màng á, thì các bạn cũng biết là nó sẽ có một số cái bệnh như sau. Thứ nhất á, là cái bệnh phấn vàng hay còn gọi là bệnh sương mai. Thì nó sẽ có biểu hiện, có nghĩa là khi mà nó đã bị bệnh xâm nhập á, thì cái lá bắt đầu nó sẽ có những cái vết lở loét, và qua một thời gian mà chúng ta không phòng trừ á, thì nó sẽ lan rộng ra hết cái lá. Thứ hai á, là cái bệnh phấn trắng. Thì như các bạn đã thấy trên hình, có nghĩa là cái bệnh phấn trắng thì nó sẽ có một cái lớp phấn nó trên bề mặt lá. Thì ban đầu thì những cái vết bệnh này nó xuất hiện là mới những cái đốm nhỏ li ti. Tuy nhiên nên chúng ta sẽ không phun thuốc hay là chúng ta sẽ không có biện pháp để loại bỏ cái bệnh này thì nó sẽ lan ra, nó sẽ làm ảnh hưởng đối với cái cây dưa leo chúng ta. Về cái bệnh thứ ba là cái bệnh mà nước thân chảy nhựa. Thì cái bệnh này nó cũng sẽ thường xuyên xuất hiện trong cái vườn chúng ta. Thì với mà cái điều kiện mà cái thời tiết mà ẩm thì cái bệnh này sẽ rất dễ xuất hiện. Về cái cách phòng trị đối với một số cái bệnh này thì trước tiên thì chúng ta phải vệ sinh cái vườn. Thì các bạn phải đảm bảo được cái vườn của các bạn là nó sẽ sạch sẽ, thông thoáng và nó đầy đủ ánh nắng, thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều đối với cái ba cái loại đối tượng bệnh này. Về cái cách thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng, đó là chúng ta sử dụng thuốc hóa học để phòng trị cái bệnh này. Thì thứ nhất là các bạn có thể phun phòng, là thường thì chúng ta sẽ phun phòng vào khoảng 7 ngày một lần, hoặc là chúng ta sẽ phun trị. Thì đối với cái việc phun trị thì chúng ta sẽ phun khi mà cái bệnh này nó bắt đầu xuất hiện. Thì các bạn sử dụng, có thể sử dụng một số cái loại thuốc giống như là Anvin hay là cái Mancoz, hoặc một số cái chế phẩm khác để phòng trị ba cái đối tượng bệnh này.
Dưa leo sau khi trồng từ 30 đến 33 ngày á, thì chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch. Thì khi mà thu hoạch á, thì chúng ta sẽ thu hoạch thường vào cái buổi sáng sớm và cái buổi chiều mát. Thì trong cái quá trình thu hoạch á, thì các bạn cần lưu ý là tránh để cho trái dưa leo này nó tiếp xúc với mặt đất. Thứ hai nữa là tránh cái tình trạng mà làm cho trái dưa leo nó bị dập hay là nó bị vỡ. Sau khi chúng ta thu hoạch xong á, thì chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh vườn. Thì cái vệ sinh vườn này á, thì chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ những cái chất, những cái trái mà nó bị thối hay là những cái lá nó rơi rụng, thì chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ để tiếp tục cho vụ mới. Trên đây tôi vừa giới thiệu cho các bạn biết về cái quy trình trồng dưa leo trên giá thể trong nhà màng. Thì nếu các bạn có thắc mắc hay là một số cái vấn đề cần liên hệ, hoặc là liên hệ về cái chuyển giao công nghệ, hoặc là tư vấn về cái quy trình trồng, thì các bạn có thể liên hệ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao.